Từng không có điện, đường và nước sạch, xóm Gò, ấp 1, xã Phong Phú, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã thay da đổi thịt từ khi chương trình nông thôn mới được đẩy mạnh ở nơi đây. Vài năm trước, xóm Gò là một ốc đảo heo hút biệt lập của xã Phong Phú, diện tích nơi đây khoảng 300 hectare, với hơn 180 hộ dân thuộc 3 tổ 16, 17, 18, ấp 1. Qua cầu xóm Gò là thế giới tách biệt với con đường đá dâm dài gần 3 km, len lỏi giữa hai hàng dừa nước tùm. Cứ con nước triều lại ngập lênh láng, chia cắt với khu vực xung quanh. Năm 2007, xóm Gò có điện. Năm 2009, có nước sạch. Đến năm 2013, cây cầu nối xóm Gò với đường xương cá được xây dựng. Đầu năm nay, một diện mạo mới đã được thể hiện khi con đường này được bê tông hóa. Rộng 3 mét, thông thoáng, bộ mặt đường xóm đã thay đổi hoàn toàn. Từ ngày có con đường vừa làm nhiệm vụ giao thông vừa kim ngăn triều cường, dân xóm Gò sang trang mới. Thì qua cái nông thôn mới thì đường xá, rồi nước sạch, rồi cầu xóm Gò, trước đây người ta gọi cầu xóm Gò cũng giờ không còn cầu, đó là cầu ông Niệm. Thì cũng có được cái hệ thống giao thông như vậy. Cái danh từ xóm Gò thì như bây giờ nhờ cái nông thôn mới cũng bớt người gọi đi. Từ ngày có cầu, con đường xóm Gò như bước ra thế giới mênh mông. Giao thông thuận tiện mở ra nhiều cơ hội làm kinh tế cho người dân nơi đây. Vật tư, trang thiết bị phục vụ cho các ngành nghề được cung cấp đầy đủ, giúp người dân mở rộng kinh doanh, từ đó thay đổi đáng kể cuộc sống. Nhiều hộ thoát nghèo khi nắm bắt thời cơ và tận dụng tốt thế mạnh của địa phương với các ngành nghề truyền thống. Ở đây thì người ta làm ở nông nghiệp là chính. Mình ra chăn nuôi cá rồi trồng bồng bồng, trước đây mình cũng nghe. Thì đó, thì khi mà chăn nuôi cá hay gì thì cũng phải cần thức ăn để mà vận chuyển tới. Thì thậm chí bây giờ khi mà buôn bán con cá thì cũng phải qua một cái thương lái thì người ta mới bán được. Hiện nay nhờ cái nông thôn mới thì cái giao thông nó thuận lợi, kể cả thức ăn, kể cả khi sản xuất ra cái con cá đó thì người ta trực tiếp bán luôn. Thậm chí giờ người ta không qua thương lái để được cái giá cao hơn. Ông Nguyễn Úc Em, hộ nuôi cá kiển lâu năm tại xóm Gò, vui mừng ra mặt khi vựa cá bảy màu của ông dễ dàng xuất trại vì giao thông thuận tiện. Ông có thể chủ động đầu ra mà không sợ bị ép giá bớt đi phần doanh thu cho thương lái. Hàng tháng thu nhập trại cá kiển của ông hơn 30 triệu đồng. Đối với cây bồn bồn, nông dân xóm Gò vẫn duy trì trồng bồn bồn để thu hoạch bán cho thương lái. Hiện tại giá bồn bồn đạt ngưỡng 30.000 đồng một ký. Là tin vui cho những người nông dân, đây là mức giá bồn bồn kỷ lục trước nay. Việc vận chuyển thuận lợi nên nhiều mối đến đặt hàng loại nông sản thủy canh này. Nếu trước đây kinh tế xóm Gò chỉ nhờ con cá, con tôm hoặc cây bồn bồn, thì bây giờ có thêm thu nhập từ công ty, xí nghiệp. Nhiều thanh niên đã trở thành công nhân của khu xử lý rác Đa Phước hoặc công ty Sài Gòn Xanh đóng cạnh xóm. Nước sạch là vấn đề thiết yếu của người dân xóm Gò. Từ năm 2009, chính quyền địa phương xây dựng trạm nước sạch cung cấp nước sạch cho một cụm khoảng 20 hộ dân. Nước được lấy lên từ giếng qua bồn lọc rồi dẫn đến nhà bà con. Phố gì đó giá rót xuống cho hộ dân mình dùng sâu xài á. Chứng diễn phan, dàn lọc, lọc rồi lên bồn, xài. Nó ngày dắt cũng cỡ chừng 20 mấy khối á. Cái này cũng tắm giặt à, chứ ăn uống rồi là mình phải mua đồ lọc lại. Rồi nó chắc cú, nó bảo quản chứ. Hoặc là mình nấu lại. Cũng lấy như vậy mình làm lại thôi, mình thiết kế thêm á. Cho cung cấp đủ nước cho là xả. Từ nơi thiếu thốn, khó khăn nhất thành phố Hồ Chí Minh, xóm Gò đã thay da đổi thịt nhờ chương trình nông thôn mới với đầy đủ cầu đường, điện và nước sạch. Đời sống vật chất tinh thần của bà con xóm Gò được cải thiện đáng kể.